Bây giờ em định là kết nối làm người yêu với anh, thấy anh nói chuyện với tiếng cười của anh dễ thương quá Người yêu mà giờ anh có người yêu rồi sao kết nối được với em? à. Sao vậy anh? Có người yêu thì có người khác thương anh có sao đâu. Giờ có người yêu em cũng chấp nhận nữa hả? Chấp nhận mà, khi em thương anh thì em chấp nhận. Bây giờ anh thì Em định kết nối với anh được không? anh cứ nói với anh hả, nói em cũng rất là dễ thương dễ mến đó, nhưng mà cái chốt của anh ở đây á, là cái chốt nhu cầu của anh là phải ra mắt một chiếc SH ý mới được nha. Anh đòi hỏi cao lắm nha. Hỏi cái gì cao anh, nói em nghe coi em Ê. có đủ khả năng không. Rồi Tiến chào tất cả cô chú anh chị em nha. Thì hôm nay thì Tiến chia sẻ một cái thông tin. Thì hổm gài không biết có một người phụ nữ mà Tiến cũng không có chưa từng quen biết hết, mà không biết cái gì mà ngày nào cũng điện đòi lên chương trình của Tiến để mà kết nối yêu thương đó. Thì Tiến kêu lên đây đi, thì nói dòng do tam quắc thế nào đó Tiến không hiểu. Nói lên mà không lên, mà cứ ngày nào cũng cũng đòi lên chương trình chân á. Thì hôm nay để Tiến điện Tiến nói cho người đó rồi hỏi rõ hơn, lên có muốn lên chương trình không, chứ nói lên mà ngày nào cũng điện chân mà không không thấy lên đây. Thì sẵn đây Tiến quay Tiến chia sẻ coi cái sự việc cô ta là có muốn của Tiến hay là sao Tiến không biết. Cái thứ hai nữa là sẵn đây Tiến cũng thử lòng cô ta. Thường thường thì mấy chị đi kiếm bạn đời thì phải đòi hỏi vật chất đó, thì hôm nay Tiến đảo ngược lại, Tiến thử lòng cô ta, Tiến đòi hỏi những gì, cô ta có đáp ứng cái nhu cầu của Tiến không nha. Cái này là Tiến thử lòng cô ta thôi nha, chứ không phải là Tiến đòi hỏi nha cô chú anh em, nên cô chú anh em phải hiểu rõ nha. Để Tiến điện tải lò lớn nữa cô chú anh em nha. Alo alo, em hổng gài à, em điện cho anh đó mà em đòi lên chương trình hoài, sao em nói mà em không lên chân vậy? Sợ gì? Mà sợ vụ gì? Đúng rồi, đúng rồi anh Tiến nè, cái giọng nói anh là biết liền rồi. Dễ thương hả? Có gì đâu dễ gì? Cái gì dễ thương đâu, anh thấy con anh có nói chuyện bình thường mà, đâu có gì đâu dễ thương. Anh ở là tại cầu Vàm Cống ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, nhưng mà cái chỗ anh làm là gần tới nó nằm giáp ranh với Long Xuyên, gần gần cái ngã ba Lô Tẻ đó. Thì cái ngã ba đó là nằm ba hướng, là một hướng về Gạch Giá và một hướng về Long Xuyên, một hướng về Cần Thơ đó. Thì em ở em có lên đây đi, chừng nào lên đây thì điện cho anh hay. Mà hổng gà em nói lên lên rồi sao điện hoài, ngày nào cũng điện anh mà nó không lên chân vậy? Em định lên mà em thấy anh nói chuyện dễ thương quá à, rồi em không dám lên. Ủa sao ngộ Em định vậy? kết nối với anh. Vậy Em định kết nối với anh được không? anh cứ nói với anh hả? Dạ. Kết nối là sao, là để tìm hiểu bạn bè anh em hay là sao? Phải nói cho rõ chứ, kết nối là nhiều cái kết nối, anh em cũng được hay là bạn bè bình thường hay là hoặc là người yêu hay sau đó. Bây giờ em định là kết nối làm người yêu với anh, thấy anh nói chuyện với tiếng cười của anh dễ thương quá Người yêu mà giờ anh có người yêu rồi sao kết nối được với em? à. Sao vậy anh? Có người yêu thì có người khác thương anh có sao đâu. Giờ có người yêu em cũng chấp nhận nữa hả? Chấp nhận mà, khi em thương anh thì em chấp nhận. Bây giờ anh thì anh đòi hỏi cao lắm nha. Anh đòi hỏi cái gì cao anh, nói em nghe coi em có đủ khả năng không. Bây giờ trước tiên là em làm nghề gì để cho anh biết. Em tiệm tinh len, em bên buôn bán mỹ phẩm. Tinh đen hả? Em tinh len. Tưởng là tinh đen. Tưởng là tinh đen. Buôn bán mỹ phẩm, một ngày thu nhập của em được bao nhiêu? Đặng anh biết anh nắm rõ, đặng coi có
có đủ cái yêu cầu tiêu chí của anh đưa ra không? Em thu nhập thì đủ sống và chắc em cũng lo cho anh cũng cũng được, cũng tạm ổn. Gì hả? À, mà anh nói chung ra là anh ăn cơm thì ít lắm, mà nhưng mà anh thích sắm đồ, thích đi shopping nè, sắp mua sắm nè. Em có chịu ăn nổi không? Trời, anh thích sắm đồ hả? À, anh là thích thời trang, còn anh thích xe nè, anh thích quần áo nè, hay là vòng vàng gì đó. Trời dữ gì anh? Em có nhận có em có đủ nhu cầu đó không thì anh mới chấp nhận. Cho anh thì ổn cái cuộc sống của anh được, Vậy hả? nhưng mà cái đó để em gắng kiếm thêm thu nhập thêm, để em cái sự đòi hỏi của anh quá cao Vậy để hả? em xem. Trời ơi, trời, vậy là cũng em cũng gán nữa hả? Đúng rồi, bây Thôi, giờ anh thôi bỏ cuộc nói đi em em ơi. là anh thích Thôi. xe rồi anh thích đủ thứ hết rồi, sao mà khả năng em được, em Trước phải trước đi tìm công trước việc gì đấy. trước tiên là nếu mà ra mắt anh là trước tiên là phải ra mắt anh là cho anh một chiếc SH. SH mà SH Ý nha, SH Việt Nam không chịu à. Ý mới chịu chứ Việt Nam mà anh đâu chạy dù dù sao đi nữa, anh cũng cũng có tiếng tăm chút chút rồi phải cho anh trên chạy SH chứ. Đúng rồi, em coi cái kênh nổi tiếng của anh nổi khắp từ từ Việt Nam tới nước ngoài. Đúng rồi, thì anh ngày tiêu bi thì đăng lên là cả thế giới biết, mà nhưng mà anh thì không dám mà nói mình nổi tiếng, nhưng mà cũng nhiều người biết đến thôi chứ không dám là khoe khoang là nổi tiếng. Thì bây giờ coi nè, bây giờ em hỏi anh là anh đồng ý em kết nối yêu thương với anh không? Bây giờ em thấy chương trình bây giờ em kết nối cái ông kết nối nè được không? Kết nối thì thứ nhất là em điện hôm gà chưa thấy mặt, không biết cái mặt em có tròn hay méo đây nữa, phải phải coi mặt mới được tới điện, mà điện hỏi cho cô chú anh em chứ điện mà không có thấy cho thấy mặt rồi phải mình kết nối với một người đó là phải thấy mặt đẹp hay xấu, dù gì không 8 điểm không phải 5 điểm, con này không thấy cái gì trơn rồi sao biết, đúng không? Bây giờ em cao mét mấy? Bây giờ em Bây cao giờ mét em mấy? muốn gặp anh được không? Được, Em cao 1m58. 58 được, chấp nhận. Rồi nước da trắng hay nước da đen? Nước da em thì trung bình thôi, em không trắng mà cũng không đen. Rồi anh cũng chấp nhận. Rồi 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 sao em, anh cứ tư vấn em đi rồi em sẽ gặp anh. rồi chiều cao dưới mà nước da thì anh ổn rồi đó. Rồi thì anh nó tóm lại là nghe cái tiếng cái giọng nói em cũng rất là dễ thương dễ mến đó, nhưng mà cái chốt của anh ở đây á, là cái chốt nhu cầu của anh là phải ra mắt một chiếc SH Ý mới được nha. Xe gì Xe thấp hơn hết đó được không? thấp hơn hết thắt thấp hơn hết thắt phải xe lăn à? Chỉ có xe lăn mới thấp hơn hết thắt thôi. Là vậy đó. Gì hả? À, ra giọng cười Đúng anh, vừa rồi, giọng cười anh vô duyên ngàn cách luôn, mà có cái gì đâu mà thì thương. em coi chương trình kênh chương trình của anh ấy, em thấy anh tư vấn người ta mà anh cười là em thích cái giọng cười của anh À, rồi. cái Thì bây giờ anh có đồng ý cho em gặp mặt anh không? anh đồng ý thì đồng ý đó, mà như cái lời yêu cầu của anh mà trước tiên là bây giờ em hẹn đi ngày nào lên đặng sẵn đây anh quay cho khán giả xem luôn, chứ em là người Đi qua từng em lên, không biết từ từ trên em xuống anh không biết bao xa, em ở trên Củ Chi nè. Củ Chi ha, Củ Chi đi xuống đây mấy tiếng hồ tới rồi. Dạ, vậy nữa em xin cái địa chỉ của anh đi rồi em đến, anh cho em gặp mặt nha. Ok, ở đây thiếu gì rồi xuống đây có ba anh, muốn gặp mặt anh nào cũng được hết, em thích Muốn anh gặp mặt nào anh Hồ Tiến, rồi. em chỉ gặp mặt anh Hồ Tiến, tại vì em đang nói chuyện với anh. Vậy hả? Ờ đúng rồi, mày muốn gặp thì anh cho gặp chứ đâu, anh đâu có mắc mát cái đâu sợ. Thì bây giờ em xuống gặp mặt anh trước đi, rồi anh muốn thích cái gì thì em xem có khả năng em coi em đáp ứng được với anh.
thì anh chỉ là cái mơ ước anh nhỏ nhoi thôi, được chiếc SHI, ý là được rồi chứ anh không có đòi hỏi gì cao sang đâu, có nó bình thường thôi, có gì đâu đúng không? Thì nếu mà em ra mắt tặng đó là anh chịu liền, chốt luôn, chốt chốt kẹo luôn. Củ Chi làm gì ngoài? Sắn trời ơi, trời bắt anh ngoài anh kêu anh đào sắn hả? Trời ơi thôi chết rồi, thôi này cái kèo này xù đi, giờ 8 chiếc anh hát con không chịu nữa, thôi đi dẹp con bên đi. Thôi bây giờ anh tại thử lòng em thôi chứ anh người nào thương anh là anh chỉ là đơn giản yêu mến yêu quý anh là được rồi, chứ anh đâu dám đòi hỏi gì, tại cái đó là anh thử lòng em thôi, coi cái mức độ của em thương anh tới cỡ nào thôi. Đúng rồi thì đó, cái đó là cái đó là anh tại vì thử lòng em coi cái lòng em có thương anh là bao nhiêu phần trăm, tại vì thường thường mà phụ nữ mà nói thương anh á là anh phải nói như vậy coi, ví dụ anh nói là anh là một người giàu sang có tiền có của thì em nhào vô em thương cái đó là quá dễ dàng đúng không, thì em anh nói là anh là một người cơ hàng chiếu gách áo ôm, mà em mà thương anh đó là cái tình thương là chân thật đúng không? Còn mà nói mà thí dụ anh nói là anh có tiền có nhà lầu xe hơi thì anh đâu đi cần đi chọc ai, thì người ta bu anh nhóc. Bây giờ anh nói là anh không tiền không bạc không nhà không cửa, thí dụ và có một người phụ nữ nào thương anh là cái đó là anh trân trọng và trân quý người đó, là yêu người đó suốt cuộc đời luôn. Vậy là qua từng em xuống anh nha, em Rồi ok, gọi trước anh ngày rồi em xuống anh để gặp anh. đúng rồi, thì chừng nào mà có xuống đi thì cứ lại ngay quán vườn dừa hoa lan ở tại cầu Vàm Cống, alo ở đây rồi. Có ba anh em làm ở đây đó, em muốn thằng bự có, thằng nhỏ có, chung chung có, thằng nào cũng có hết. Em À, muốn từ nãy giờ là em nói là em thích anh Hồ Tiến, bởi vì mấy ngày nay em không gọi cho anh đó, nghe tiếng anh đó là em nghe là em tắt máy, em nghe tiếng anh là em vui rồi, em tắt máy rồi. ừ, trời anh là rất là bận nên có điện thì điện nó thẳng cái gì nó điện thiệt tình đi, chứ mà tại vì cái công việc của anh là hầu như là tối ngày anh tiếp xúc với điện thoại, thì những cô chú anh chị em nào sẵn đây Tiến có nói rõ luôn nha, những cô chú anh chị em nào muốn tham gia chương trình của Tiến á thì cứ là lên tham gia chương trình là Tiến đều chấp nhận hết, ở đây Tiến không biệt là không phân biệt già trẻ hay là xấu đẹp hay là nghèo nghèo hèn gì hết, ở đây Tiến ai có nhu cầu thì Tiến đều giúp đỡ được hết. Đó, nhưng mà lên đây là phải nói thật lòng chứ đừng có khoe khoang mà không có cái gì hết là Tiến là không chấp nhận được, tại vì Tiến làm cái kênh này kết nối thương là để cho những người thật lòng đến với nhau chứ không có dụ định một ít gì mà để lợi dụng lẫn nhau, Tiến không thích cái đó, là Tiến nó thật lòng đó, tại vì cô chú anh em đã cũng lớn tuổi rồi nên mình hãy đến với nhau đó, còn em có gì thương anh là phải thương thật lòng chứ đừng có cho anh leo cây, thường thường leo cây anh té đau lắm nên phải thương thật lòng. À rồi rồi ok em thôi, rồi bye bye em, chúc em một buổi trưa vui vẻ nha, nhớ theo dõi ủng hộ cho anh nha, thì thí dụ hai nếu mình không đến được với nhau thì làm anh em bạn bè đúng không? Rồi bye bye nha. Thì nói chung ra là Tiến cũng nói gõ cho cô chú anh chị em là cái này Tiến thử lòng của một người phụ nữ là thương một người nam như thế nào, thì Tiến làm bộ đòi hỏi là phải có xe này nọ, coi cô ta có thử lòng không, mà nói chung cũng chưa biết làm sao.
À, thì nói chung là Tiến thì cũng nói cho cô chú anh chị em rồi, Tiến nói thôi chứ Tiến đâu có dám mà quen ai. À, tại vì thấy cô ta là ngày nào cũng điện trơn mà cứ nói chuyện với Tiến hoài, mà Tiến kêu đi lên thì không lên, cứ hứa lần hứa rồi mà ngày nào cũng điện trơn. Tiến cũng bực bội quá, muốn điện hỏi rõ. Thứ hai nữa Tiến cũng nghi nghi là cái cô này là cũng có ý đồ là thích Tiến hay vậy đó. Bây giờ Tiến hôm nay Tiến điện sẵn đây Tiến ghi hình là chia sẻ cho cô chú anh chị em. Thì nếu mà cô chú anh em nào có xem được thì nhớ ủng hộ cho Tiến Kinh Hồ Tiến TV và Tiến Sông Nước Vui Vẻ. Thì cái chương trình của Tiến như nãy Tiến nói là ở tại cầu Vàm Cống ở gần ngã ba Lô Tẻ và Giá Long Xuyên. Thì trước khi cô chú và các anh chị em đi thì có những cần giấy tờ là giấy chứng minh nhân dân nè, thì bây giờ đổi lại là thành giấy căn cước đó, với cô chú anh chị em có giấy độc thân hay là hoặc là có giấy ly dị gì đó thì đem ra đây. Thì cô chú anh chị em chỉ cứ đến đây thôi thì Tiến sẽ quay và chia sẻ cho cô chú anh chị em đó. Còn mà Tiến cũng nói rõ luôn là cô chú anh em nên cẩn thận những cái mà bây giờ những cái thành phần mà hay lừa đảo đó, mượn danh đó, kêu cô chú anh em lên chương trình và đóng phí là nạp tiền trước 1 triệu, thì thật sự ra nói là cô chú anh em không có nên nha. Lại tới chương trình thì chương trình của Tiến đây thật sự ra là không có đóng phí ở đây, chỉ có cần giấy tờ đầy đủ là có thể tham gia chương trình của Tiến. Chứ thật lòng là Tiến đều chấp nhận hết. Chứ Tiến ở đây thì có làm cái tờ cam kết, nếu mà cô chú anh chị em nào nó sai cái những cái lời nói của sự thật của mình á thì sau này sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, chứ Tiến không có chịu trách nhiệm nha. Tại vì Tiến là chỉ một người chia sẻ thông tin để cho cô chú anh em đến với nhau thôi, chứ Tiến cũng không có là đây thì Tiến cũng không có bắt buộc mà phải ký tờ cam kết. Ký là tự nguyện, nếu mà ký thì Tiến quay, không ký thì ở đây Tiến cũng không có quay. Nên cô chú anh em hãy đến đây và chia sẻ những cái thông tin của mình như thế nào, thì để cho những cô chú hoặc là anh chị em biết, đặng mà thấy hợp tình thì đến đặng mà kết nối lại với nhau để mà chăm sóc cho nhau trong cái khoảng đời còn lại. Rồi Tiến cũng tạm dừng cái video đây, thì chúc tất cả cô chú anh chị em một buổi trưa vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Thì nhớ chia sẻ video này giùm cho Tiến nha, hay là hoặc mấy anh em ở đây nha. Tiến chào tất cả chú anh chị em nha, các bạn nha, cả nhà nha.